Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh Bản tin 24 giờ. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Xin chào mừng quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin 24 giờ. Thưa quý vị và các bạn, trong bản tin ngày hôm nay, bản tin 24 giờ xin chuyển đến quý vị khán giả những thông tin mới nhất về tình hình thời tiết trên cả nước. Thông tin đầu tiên, từ nay đến tháng 11 có bao nhiêu cơn bão áp thấp nhiệt đới? Cơ quan khí tượng dự báo từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2023 có khoảng 9 đến 11 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo cảnh báo khí tượng thủy văn thời hạn mùa trên phạm vi toàn quốc từ tháng 6 đến tháng 11 năm 2023. Cụ thể, từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023, về khí tượng, dự báo khả năng hiện tượng Enso chuyển từ trạng thái trung tính sang El Nino từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2023 với xác suất khoảng từ 60 đến 70%. Về bão áp thấp nhiệt đới, sẽ có khoảng 5 đến 6 cơn bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, trong đó có khoảng 1 đến 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền. Về nắng nóng tiếp tục có khả năng xảy ra tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ. Số ngày nắng nóng năm nay sẽ xảy ra nhiều hơn trung bình nhiều năm và gay gắt hơn so với cùng thời kỳ năm 2022. Về nhiệt độ trung bình trên phạm vi cả nước, phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm. Riêng khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tháng 7 đến tháng 8 năm 2023 phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm. Về lượng mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hầu hết các khu vực trên cả nước phổ biến xấp xỉ trung bình nhiều năm. Riêng tháng 8 năm 2023, tổng lượng mưa tại khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ phổ biến cao hơn từ 5 đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2023, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, về khí tượng, hiện tượng El Nino vẫn tiếp tục xảy ra với xác suất từ 70 đến 80% và có khả năng kéo dài cho đến những tháng đầu năm 2024. Dự báo về bão và áp thấp nhiệt đới, số lượng bão và áp thấp nhiệt đới trên khu vực Biển Đông dự báo khoảng 4-5 cơn, ở mức xấp xỉ đến mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, trung bình từ 5 đến 6 cơn và tác động chủ yếu đến khu vực Trung Bộ, đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ. Về nắng nóng có xu hướng suy giảm hơn trong khoảng tháng 9 năm 2023. Xu thế nhiệt độ trung bình thời gian này tại khu vực Bắc Bộ và Trung Bộ, nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 đến 1 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Riêng khu vực Trung và Nam Trung Bộ tháng 9 năm 2023, nhiệt độ cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ phổ biến cao hơn khoảng 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Về xu thế lượng mưa, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, ở khu vực Bắc Bộ, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, từ tháng 9 năm 2023, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm. Tháng 10 năm 2023, tổng lượng mưa phổ biến thấp hơn khoảng từ 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Tháng 11 năm 2023, tổng lượng mưa phổ biến cao hơn khoảng từ 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Khu vực Trung Bộ, tháng 9 năm 2023, tổng lượng mưa ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 10 năm 2023, tổng lượng mưa ở mức thấp hơn từ 10 đến 30% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 11 năm 2023, tổng lượng mưa tại khu vực Thanh Hóa đến Quảng Bình cao hơn từ 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm. Tổng lượng mưa tại khu vực Quảng Trị đến Bình Thuận thấp hơn từ 10 đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tiếp theo là thông tin về ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Thưa quý vị và các bạn, thời tiết mùa hè này thay đổi như thế nào khi ảnh hưởng của hiện tượng El Nino? Ở hầu hết các vùng trong cả nước, nhiệt độ trung bình các tháng có xu thế cao hơn bình thường. Nắng nóng có thể nhiều hơn và gay gắt hơn, khả năng xuất hiện nhiều kỷ lục về nhiệt độ cao nhất tuyệt đối. Phó giáo sư tiến sĩ Mai Văn Khiêm, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, El Nino được dùng để trị hiện tượng nóng lên dị thường của lớp nước biển bề mặt ở khu vực xích đạo trung tâm và phía đông Thái Bình Dương, kéo dài từ 8 đến 12 tháng hoặc lâu hơn, thường xuất hiện 3 đến 4 năm một lần, song cũng có khi dày hơn hoặc thưa hơn. Sau 3 năm ảnh hưởng của La Nina gây ra mưa lũ lớn, Enso đang chuyển sang trạng thái trung tính. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo hiện tượng El Nino có thể xuất hiện vào nửa cuối mùa hè năm 2023 và duy trì đến năm 2024 với xác suất khoảng 70-80%. Cùng với xu thế nhiệt độ trung bình các tháng cao hơn bình thường, nắng nóng gay gắt hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Mai Văn Khiêm, hoạt động của bão áp thấp nhiệt đới có thể không nhiều nhưng tập trung nhiều vào giữa mùa, dị thường hơn cả về cường độ và quỹ đạo. Điều đáng lưu ý là El Nino thường gây ra thâm hụt lượng mưa ở đa phần diện tích cả nước với mức độ phổ biến từ 25-50%. Vì thế, nguy cơ cao xảy ra khô hạn cục bộ hoặc diện rộng ở những nơi có nhu cầu dùng nước nhiều cho sản xuất và sinh hoạt trong các tháng mùa khô năm 2023. Cần đề phòng tình trạng ít mưa dẫn đến tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn, thiếu nước trong những tháng đầu năm 2024 trên phạm vi toàn quốc. Ví dụ dễ hình dung nhất về tác động của El Nino đã xảy ra các đợt hạn hán mặn kỷ lục vào năm 2015-2016 và 2019-2020, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo. Tuy nhiên, ông Khiêm cũng nhấn mạnh,
Mặc dù trong điều kiện El Nino lượng mưa có xu hướng giảm, nhưng có thể xuất hiện những kỷ lục về lượng mưa lớn nhất trong 24 giờ. Ví dụ như năm 2015, có El Nino ở tại Quảng Ninh đã xuất hiện mưa lớn lịch sử vào cuối tháng 7. Hay như El Nino năm 2002, mưa lớn vẫn xuất hiện và gây lũ lớn trên các khu vực. Cụ thể, lũ lớn trên báo động 3 vào tháng 7 và đầu tháng 8 trên sông Hồng và sông Thái Bình. Lũ lớn ở Trung Bộ cuối tháng 9, trong đó có xuất hiện lũ lịch sử ở trên thượng nguồn sông Cả của Hà Tĩnh. Nam Bộ đã xuất hiện lũ lớn kéo dài ở đồng bằng sông Cửu Long. Năm 2009, tại các sông chính từ Quảng Bình đến Phú Yên đều vượt mức báo động 3, ngập lụt nghiêm trọng từ Quảng Bình đến Khánh Hòa và Kon Tum. Để ứng phó với ảnh hưởng của hiện tượng El Nino diễn ra vào thời gian tới, Tổng cục Khí tượng Thủy văn có công văn báo cáo Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về cảnh báo của tác động El Nino, thông tin cho các bộ ngành địa phương có phương án đối phó với những việc làm cần trước mắt và lâu dài đối với các bộ ngành địa phương đã được Thủ tướng yêu cầu trong công điện gần đây. Bộ Tài nguyên Môi trường đã chỉ đạo Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thực hiện ứng phó cụ thể, trong đó tăng cường giám sát, tăng cường tần suất bản tin chuyên đề về hiện tượng El Nino, dự báo lượng mưa và nguồn nước trên các lưu vực sông, cung cấp kịp thời thông tin dự báo, cảnh báo nguồn nước phục vụ cho các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch ứng phó phù hợp. Với khả năng cao xuất hiện của El Nino thì chúng ta cần rà soát đánh giá nhu cầu dùng nước cho sản xuất và sinh hoạt để có thể điều chỉnh kế hoạch cho phù hợp, đặc biệt là đối với vụ hè thu ở Bắc Trung Bộ hay các khu vực có hoạt động phát triển du lịch lớn trong những tháng mùa khô 2023. Các hồ chứa cũng cần xem xét có điều chỉnh kế hoạch vận hành, sản xuất để ứng phó với nguy cơ thâm hụt lượng mưa trong điều kiện El Nino. Bên cạnh ứng phó với tình hình thiếu nước khô hạn trong điều kiện El Nino, thì chúng ta cũng không được mất cảnh giác với khả năng xảy ra mưa lũ bất thường đã từng xảy ra trong những năm El Nino trước đây, ông Khiêm cho biết. Kính thưa quý vị và các bạn, xe máy, xe hơi bơi trên đường phố Biên Hòa sau khi mưa. Sau trận mưa lớn, nhiều tuyến đường nội ô của Biên Hòa bị ngập sâu, xe hơi bơi trong nước, xe máy chết máy la liệt trên đường. Vào khoảng 14 giờ 45 ngày 22 tháng 5, cơn mưa rất to chút xuống khu vực thành phố Biên Hòa của Đồng Nai, khiến nhiều tuyến đường nội ô, khu vực dân cư bị ngập trong nước. Theo ghi nhận, mưa lớn khiến các tuyến đường như Nguyễn Thành Phương, Đồng Khởi, Phạm Văn Khoai và nhiều tuyến đường nội ô bị ngập sâu. Một số tuyến đường ngập đốt bánh xe hơi khiến cho nhiều xe máy, xe hơi bị chết máy. Nước ngập còn làm giao thông ùn ứ. Khu vực từ Hầm Chui, ngã tư Tân Phong tới khu vực cầu Đồng Khởi, ùn tắc kéo dài. Ngoài ra, ở phường Thanh Bình và phường Hòa Bình, thành phố Biên Hòa, ghi nhận nhiều cây xanh bị bật gốc, ngã đổ trong mưa lớn. May mắn chưa ghi nhận về thương vong. Ông Nguyễn Phúc Huy, giám đốc Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Đồng Nai cho biết, trong chiều cùng ngày, mưa rất lớn đổ xuống khu vực thành phố Biên Hòa. Theo thống kê, lượng mưa ở thành phố Biên Hòa lên đến 61mm chỉ trong vòng 2 tiếng. Các nơi khác chỉ ghi nhận lượng mưa nhỏ hơn hoặc không mưa. Mưa lớn hàng trăm hecta lúa hè thu vừa gieo xạ ở Tánh Linh chìm trong biển nước. Chiều ngày 22 tháng 5 trao đổi với Dân Việt, đại diện Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết đã có báo cáo thiệt hại do mưa lớn thiên tai gây ra trong những ngày qua và mức độ thiệt hại gần 850 triệu đồng. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh, từ ngày 16 đến ngày 21 tháng 5, trên địa bàn huyện xảy ra mưa lớn nên nước từ thượng nguồn đổ về qua các khe suối thoát không kịp, gây ra ngập úng trên diện rộng. Kèm theo đó là lốc xoáy cục bộ đã khiến cho nhiều diện tích cây lúa và cây trồng, các công trình khác bị thiệt hại. Qua thống kê sơ bộ cho thấy, mưa lớn gây ngập lụt, trôi giống 130 ha lúa, trong đó ngập úng cục bộ khoảng 10 ha lúa hè thu mới gieo xạ tại cánh đồng Bồng Nga, một số diện tích tại xã Đức Thuận. Theo Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Tánh Linh, diện tích lúa bị thiệt hại trên 70% với khoảng 60 triệu đồng. Còn tại xã Đồng Kho, mưa lớn gây ra ngập hoàn toàn 121 ha lúa tại khu vực thôn 1, 2, 3, 4. Diện tích lúa mới xạ từ 1 đến 2 ngày tuổi, ước tính thiệt hại trên 70%, với trên 720 triệu đồng. Ngay sau khi xảy ra ngập úng cục bộ, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã đã huy động lực lượng phương tiện nạo vét các tuyến và các công trình thủy lợi, cống thoát nước trong khu dân cư nhằm khơi thông dòng chảy, hạn chế ngập úng. Cũng theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Tánh Linh, ngoài thiệt hại về diện tích nông nghiệp, mưa lớn kèm theo lốc xoáy còn gây sập hoàn toàn một đoạn tường rào ở trường Trung học cơ sở Đức Thuận, thôn Phú Thuận. Chiều dài tầng rào bị sập khoảng 30m, ước tính thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Hiện tại địa phương đề nghị Ủy ban Nhân dân các xã Đức Thuận, Đồng Kho tiếp tục theo dõi và tiến hành kiểm tra, đánh giá cụ thể mức độ thiệt hại. Sau khi nước rút, lập danh sách cụ thể đối tượng bị thiệt hại, tổng hợp báo cáo kết quả thiệt hại để hỗ trợ đề xuất theo quy định. Cũng theo Ủy ban Nhân dân huyện Tánh Linh, hiện nay đã bước vào cao điểm của mùa mưa lũ, huyện đã đề nghị các địa phương khẩn trương rà soát, cắm bảng để khuyến cáo người dân về các điểm có nguy cơ cao xảy ra ngập úng, sạt lở khi mưa lớn, có ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Bản tin 24 giờ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.